trường giờ. Trên vai là gánh nặng sáng sờ. Em xin áo hơn tươi đẹp vì ông thơ. Dù là một bữa ăn đầm ấm, dù là một ngôi nhà, hay bất cứ là một nghề nghiệp nào, mọi ước mơ của em sẽ được trân trọng và lắng nghe. Hãy tin vào bản thân và những gì mình làm được. Peace. Năm nhất là em có được một cái người hỗ trợ 50% học phí, còn lại là em phải tự để dành để em đọc. Em dạy thêm để mỗi tháng trích ra một số tiền. Tuần con dạy 8 buổi, là từ thứ 2 tới thứ 7 dạy 3 ca. Cái này là nằm 600 ngàn, còn cái này là em mổ cắt trực tràng. Nhưng mà 600 ngàn này ở đâu để đóng tiền cho mẹ đây? Cái đó là tiền dạy thêm để dành đóng học phí. Cái lúc đó là... Tiền để dành đóng cho học phí? Dạ, bình thường tháng con được 5-6 triệu, con để dành mỗi tháng 2-3 triệu đóng tiền học. Dạ. Mưa gió thì nó cũng không có chuyện gì. Nghị lực và ý chí của Hưng lớn lắm đó. Và trong cái ý chí nghị lực đó, Hưng cũng phải có một trái tim hiếu thảo và yêu thương gia đình lắm mới cố gắng như vậy được đó. Quang Bảo xin được chào đón tất cả quý vị. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Ước mơ cho em. Thưa quý vị, khi đến với các trường đại học, câu hỏi mà chúng tôi luôn hỏi các bạn sinh viên đó là: ước mơ của bạn là gì? Có bạn ước mơ xuất phát từ những cái niềm đam mê thuở nhỏ, có bạn ước mơ xuất phát đến từ kỳ vọng của gia đình. Nhưng ngày hôm nay, một chàng trai tuổi 20 đến từ trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống, ngay cả ước mơ của bạn, đều bắt đầu từ đức tin. Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của Nguyễn Minh Hưng, sinh viên năm 2 trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời quý vị. Quỹ xã hội Bảo An đồng hành cùng ước mơ cho em. Dạ, ước mơ của em thì bắt đầu từ khi em biết được rằng là trong gia đình em có một người nghiện ma túy, và khi mà em càng lớn lên thì em mới nhận ra rằng là chỉ có tri thức mới có thể giúp gia đình em có một cuộc sống ổn định hơn. Tốt khoe xấu che là lẽ thường tình thôi. Thế nhưng với em Nguyễn Minh Hưng đã không như cái lẽ thường tình đó. Minh Hưng đã dũng cảm chia sẻ câu chuyện của mình với người anh lỡ vướng vào nỗi đau xã hội, một việc không đẹp cho gia đình em. Và ước mơ cho em phải một lần nữa dừng lại với Minh Hưng khi em tự gỡ bỏ cơ hội học bổng dành cho chính mình, không chút phân vân về sự vụt mất cơ hội này. Em cảm thấy là mình không xứng đáng học bổng bằng các bạn ở trên đây, bởi vì các bạn trên đây có những hoàn cảnh còn khó khăn hơn em và có những nghị lực còn học giỏi hơn em. Học giỏi, ngay thẳng, chính trực và khiêm nhường đã mở ra cho em cơ hội bày tỏ, chia sẻ câu chuyện của mình. Hãy nói ước mơ của mình cho ba mẹ biết đi. Muốn làm kỹ sư thiết kế chip để có nguồn thu nhập tốt hơn lo cho bố mẹ. Nó cũng vẫn lúc nào cũng mong muốn là chỉ giúp đỡ cho bố mẹ thôi. Này trước nó lúc mà đấy nó đóng cho em 600 ngàn tiền viện phí với thằng này nè. Cắt trực tràng. Ca trực tràng. Dạ là ung thư á. Ung thư á. Nhưng mà sao mà chị thương, nhiều bệnh tới. Chúa thương á là không có bị di căn thôi. Nhưng mà 600 ngàn này ở đâu để đóng tiền cho mẹ đây? Cái đó là tiền dạy thêm để dành đóng học phí. Dạ. Cái lúc đó là... Thì đầu tiên chí hiếu của con là mình phải cố gắng học tập thật tốt, lo cho bản thân mình thật tốt, đừng có để bố mẹ phải lo lắng hoặc là phải khó ngủ bởi vì cái tính cách hoặc là cái lối sống của mình nó sai lệch với lại bạn bè xã hội. Chứng kiến những lao tâm khổ nhọc của cha mẹ, Minh Hưng sớm lập kế hoạch và nỗ lực trong kỷ luật để tự nuôi dưỡng ước mơ nơi giảng đường đại học. Hưng chọn việc gia sư với lịch dạy 8 buổi mỗi tuần để có thêm chi phí trang trải cho việc học và đỡ đần cho mẹ. Dạ, con cảm thấy là may mắn khi có ba mẹ chăm lo cho con, cố gắng động viên con, lo lắng cho con đi học. Cứ nghĩ tới điều này là nước mắt mình chảy ra, phải không? Dạ. Mục đích cao nhất của việc học, thực hiện ước mơ để thành công của mình là gì vậy Hưng? Dạ, để gắng sống
Vậy sao sau này con có thể lo cho bố mẹ? Mạnh dạn là bố mẹ cứ nhập viện đi, có thể con lo lắng được. Có nghĩa là ao ước là nếu như cần phải có khả năng để điều trị ba mẹ nhập viện đi chăng nữa thì mình cũng có thể nói được rằng là cứ vào bệnh viện đi, mình có thể lo được, phải không? Dạ đúng rồi. Còn bây giờ thì khó khăn quá hả? Dạ. Phố thì nhộn nhịp hoa đèn, nhưng ở nơi những con hẻm nhỏ này, người thành phố mình vẫn luôn có những dòng đời cuộn mình trong khó khăn, thầm lặng sống và vươn lên. Dưới mái nhà, ba gia đình cùng chung sống còn rất nhiều khó khăn, nhưng điều tươi đẹp và tràn đầy hy vọng từ truyền thống của một gia đình Công giáo truyền lại cho Minh Hưng. Đó là đời sống đức tin làm nền tảng cho mọi cố gắng, trách nhiệm và nghĩa tình để nỗ lực cùng nhau. Cơ hội để thể được đứng đây để nói về ước mơ của mình, chứng kiến những cái tệ nạn của xã hội từ phía người anh, cũng như là thấy bố mẹ vất vả mưu sinh để lo lắng cho em, thì lúc đó ước mơ của em chỉ đơn giản là cố gắng học thật giỏi để có thể lo lắng được cho bố mẹ. Em hy vọng em có thể làm việc cho các công ty lớn như là Viettel, Semecom hoặc là Resonance. Em cảm thấy là em đã chọn đúng chuyên ngành mình mong muốn, bởi vì nhiều tuần, nhiều ngày để sửa một cái lỗi ở trên chương trình hoặc là một cái bo mạch nào đó nó bị không hoạt động được, thì cái khoảnh khắc mà em nhận ra cái bo mạch đó hoạt động bình thường, chương trình đó chạy ok, cái đó là một niềm vui, niềm hạnh phúc đối với em, một kích thích cho để em có thể tiếp tục trên cái ngành mình đang chọn. Em sẽ cố gắng phấn đấu từng ngày, cố gắng kiên quyết, chăm chỉ, kiên trì, kỷ luật từng ngày, tốt lên từng ngày để có thể xứng đáng được với lại ước mơ của mình, theo đuổi ước mơ của mình. Xin được cảm ơn Nguyễn Minh Hưng. Em còn điều gì muốn nói? Dạ thưa tất cả mọi người, thì các bạn khác là các bạn có thể mang theo sổ đỏ, còn em thì em mang theo hai cuốn sổ khám bệnh của bố mẹ em. Đó là nguồn động lực để cho em nhắc nhở em về sức khỏe của bố mẹ, cũng như là tiếp thêm sức mạnh cho em mỗi ngày. Ta nhìn bố mẹ hàng tháng phải đi khám bệnh này kia, thì em phấn đấu sao để có thể sau này có thể cho bố mẹ một cái sức khỏe tốt hơn, một cái cơ sở vật chất y tế tốt hơn nữa. Em xin tất cả mọi người. Được trở thành kỹ sư thiết kế vi mạch và có đủ điều kiện để chăm lo sức khỏe cho cha mẹ là ước mơ của sinh viên Nguyễn Minh Hưng, khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thì khi tới nhà mới hiểu được cái ngôi nhà mà ba mẹ và em đang ở không phải là ngôi nhà của ba mẹ và em đâu. Đó là một cái ngôi nhà của ba gia đình, và ba mẹ và Hưng ở trong cái góc, ở trong cái nhà đó. Và tôi hiểu tất cả mọi thứ mà cậu bé bị nhược thị, bị bao tử và rất nhiều những cái nỗi lo vượt lên. Đó là bạn đã sống bằng đức tin và cố gắng kỷ luật, không phải chỉ trong học tập mà kỷ luật cả trong hành trình sống với đức tin đó. Và tôi tin phẩm chất đó bạn nuôi dưỡng rèn luyện sẽ còn có ích và rất có ích. Xin được cảm ơn nhà báo Lê Phước Lộc ạ. Dạ, cho phép Quang Bảo cũng xin được trò chuyện cùng với lại thầy Phó Giáo sư Tiến sĩ Quảng Thành Thơ, là Phó trưởng khoa, sẽ có những lời chia sẻ về bộ môn này, cũng như là cái việc mà Minh Hưng theo đuổi một cái ngành khó như vậy thì con đường của bạn ấy sẽ như thế nào và tương lai của bạn ấy sẽ ra làm sao ạ? Em xin mời thầy. Thì mình thấy bạn Hưng vượt khó và chủ động trong học tập. Nói về chuyên môn là bạn Hưng chuyển qua khoa mình từ năm thứ hai, tức là khi mà qua đó là mất hết toàn bộ căn bản năng nhất, không biết trời đất gì hết á. Bạn ấy tự học, đi học quân sự cũng sách thay vì sách gối đi ngủ thì sách tập đi ngủ, và bạn ấy chủ động đến mức là chẳng những học chương trình ở trường mà lấy luôn cái đề thi cuối kỳ năm trước làm trước luôn. Thì trở lại với vấn đề về chuyên môn thì cái ngành khoa học kỹ thuật máy tính và đặc biệt là cái hướng thiết kế vi mạch thì nó là một cái hướng đang nổi lên, và mình rất là mừng là sinh viên của chúng ta chủ động đón lấy cái mới. Hiện nay các cái ngành nghề của ngành thông tin vẫn đang là một ngành hot, một ngành nóng,
đặc biệt là các cái xu hướng mới nổi lên hiện nay như là trí tuệ nhân tạo hay là thiết kế vi mạch. Cơ hội việc làm của em ra trường gần như là 100%. Khá nhiều em đã trưởng thành nằm trong các vị trí vai trò lãnh đạo trong các cơ quan. Vâng. Hưng là một bạn rất là hay hỏi, Hưng tìm hiểu rất là kỹ. Khi mà chấm bài của Hưng thì đó là một cái cảm giác của sự chính chu, mà còn thể hiện được cái sự bài bản trong lúc mà bạn làm thiết kế nữa. Đặc biệt á, là có sự tìm hiểu định hướng cho bản thân. Đó là những cái mà có thể giúp Hưng em đi đường dài. Dạ, trong nhóm em là Hưng là đóng vai trò là nhóm trưởng, là bạn phụ trách vai trò là code, phần code cho cái bom mạch. Nói về siêng năng thì chắc không ai qua rồi. Bạn chuyển ngành, bọn em học trước bạn 1-2 học kỳ, nhưng mà bằng sự quyết tâm của mình, bạn đã đuổi kịp bọn em các môn học trên lớp luôn rồi. Gia đình của bạn cũng đang rất là khó khăn, nhưng mà lúc nào em cũng thấy trên môi bạn nụ cười hết. Bạn rất là lạc quan và đầy năng lượng. Em rất là ngưỡng mộ cái tinh thần học tập của bạn. À, hồi nãy lúc mà Bảo ngồi nói chuyện với Hưng thì Hưng có chia sẻ rằng là có một cái môn là tới cuối năm 3 Hưng mới học, nhưng mà Hưng sợ là tới năm 4 đi thực tập sẽ bị trễ, cho nên chính điều đó là Hưng đã chuẩn bị cho cái việc là mùa hè này là đi học trước và tìm hiểu trước. Em có thể chia sẻ về cái môn học đó và tại sao em lại nghĩ rằng nó quan trọng đến như vậy với em? Dạ, thưa anh, là cái chương trình đào tạo của em thì kỳ 2 năm 3 là gần hè thì sẽ học một cái môn gọi là môn thiết kế vi mạch, là môn chuyên ngành của em đang tính theo. Thì nếu như mà học cái môn đó xong mà sang kỳ hè em đi thực tập luôn thì sợ là em sẽ không có đủ cái kiến thức. Thì từ hè năm nay em đã sẽ quyết định là mình tìm hiểu trước và đăng ký những cái khóa học để có thể có được những kiến thức để có thể làm tốt hơn về cái ngành đó. Trước đây em đã chọn ngành gì và tại sao em lại quyết định là em sẽ chuyển qua ngành mới này? Dạ thưa anh, là hồi trước em học ngành cơ điện tử, là tại vì lúc đó là cái năm em tuyển sinh là trường áp dụng cái phương thức tuyển sinh mới, thì em so cái điểm của em so với mấy năm trước em thấy nay không có đủ để vô cái ngành em hiện tại em đang muốn, thì em lựa chọn cái ngành thứ hai lên là 10+1. Nhưng mà sau khi biết điểm em đã đăng ký những cái môn của khoa máy tính luôn, em không có đăng ký của môn của khoa cơ khí. Có thể nói là đây là một chàng trai có sự thú vị, có tính logic, có sự tư duy trong học tập, nhưng mà cũng tràn đầy đức tin. Em chỉ xin sức khỏe cho ba mẹ, em cầu xin sự khôn ngoan, y như là vua Salomon vậy. Tại sao em lại không cầu xin sự giàu có? Dạ tại vì khôn ngoan từ từ cũng giàu. Coi như là xin từ gốc luôn đúng không? Chứ không có xin từ ngọn đúng không? À ok ok. Rồi sau này là mình tính làm sao, mình lo cho cha mẹ như thế nào khi mình tốt nghiệp? Dạ, thì sau khi em tốt nghiệp thì em cố gắng, hy vọng thì em có thể vô được công ty nổi tiếng về vi mạch để có thể có một nguồn thu nhập cao. Coi như là vừa thỏa mãn được cái đam mê của mình, không nhàm chán, nhưng mà mình vẫn có thể lo được cho ba mẹ của mình. Một tràng pháo tay dành cho Minh Hưng thưa quý vị. Ngay lúc này thì xin mời cha và mẹ của Minh Hưng sẽ cùng tiến lên trên sân khấu này để có thể được đồng hành cùng với con trong một cái giây phút có thể nói là vô cùng đặc biệt . Xin được mời ông Đỗ Văn Hùng là tổng giám đốc của thương hiệu thời trang Vulcano sẽ đại diện cho chương trình để trao một phần quà đến với lại gia đình của Nguyễn Minh Hưng với những điều mà cô chú đã ngày đêm vất vả để có thể nuôi dưỡng Minh Hưng như ngày hôm nay . Xin được chúc mừng cho gia đình của Nguyễn Minh Hưng. Xin chúc cho cô chú sẽ có được thật nhiều sức khỏe. Cho phép Quang Bảo xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng sẽ là người đại diện cho chương trình để trao học bổng dành cho Nguyễn Minh Hưng . Và thưa quý vị, ngày hôm nay sinh viên Nguyễn Minh Hưng đến từ trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận được một suất học bổng trị giá là 80 triệu đồng. Xin chúc mừng. Ước mơ của em thật lớn, trở thành kỹ sư thiết kế vi mạch, ước mơ rất cao đẹp. Nếu muốn ước mơ thay đổi thế giới thì hãy chọn công nghệ bán dẫn. Nên cái nghề em chọn thật sự cao xa. Em có đức tin, đó là điều quan trọng. Thế và chúng tôi nghĩ em sẽ thành công.
Xin được cảm ơn thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Lãng rất nhiều ạ. Em cảm thấy ngày hôm nay của em rất nhận được rất là nhiều thứ. Thì em cũng xin chia sẻ cho anh Điểu Hồi một hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Ảnh là ước mơ của ba mẹ ảnh và rất nhiều người đặt lên ảnh, nên em cũng xin sẽ chia sẻ một phần học bổng này của em cho anh Điểu Hồi. Yeah. Học bổng của em là 80 triệu thì em xin sẽ chia sẻ cho anh Điểu Hồi 20 triệu để anh có thể tiếp tục con đường học tập của mình ở trên đại học. Dạ, xin san sẻ một phần là 20 triệu đồng dành cho Điểu Hồi. Thưa quý vị, Điểu Hồi cũng là một trường hợp rất là đặc biệt đã tham gia vào cái vòng casting ở tại trường Đại học Bách Khoa. Bạn là người dân tộc Sting và đến từ Bình Phước. Và thật sự là đối với lại người đồng bào của chúng ta, cái việc mà học được lên đại học và theo đuổi con đường này là một điều không hề dễ. Vì thì ngay lúc này cũng xin được mời tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của Điểu Hồi. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Có ai về phía hàng cây. Giới thiệu em là Điểu Hồi và hiện tại em đang là sinh viên năm 3 ngành kỹ thuật ô tô đến từ khoa giao thông. Nói về ước mơ thì em đã phải thuyết phục rất là nhiều để mà có thể có cơ hội được đến trường và học tập, cố gắng để mà chứng minh cho ba mẹ, cho gia đình thấy. Bố mẹ em thì làm là những người làm thuê làm mướn, phải cố gắng tận sống tận tiện và tiết kiệm để mà sống qua ngày. Trong gia đình em thì bố mẹ không được đến trường nên là họ không biết chữ. Và các anh chị em, tại vì gia đình quá khó khăn nên họ phải nghỉ học từ rất là sớm. Có hai anh chị thì học đến lớp 6, còn có chị học đến 4. Và có đứa em gái thậm chí còn chưa được có cơ hội được đến trường. Em gái của em năm nay 18 tuổi. Em mong muốn là mình có thể có được những cái thành công nhất định để qua đó là mình có thể trở thành một cái chỗ dựa vững chắc nhất về cả tinh thần và vật chất cho gia đình. Và bên cạnh đó thì em mong muốn là mình có thể trở thành một cái hình tượng để mà truyền cảm hứng để cho các em người dân tộc thiểu số Sting cố gắng học tập vượt qua khỏi mọi nghịch cảnh. Chúc mừng em sinh viên Nguyễn Minh Hưng, khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính, trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được học bổng trị giá 80 triệu đồng từ Ước mơ cho em và Quỹ xã hội Bảo an. Đồng thời qua đây chúc mừng sinh viên Điểu Hồi, khoa Kỹ thuật giao thông cũng đã nhận được học bổng 20 triệu đồng từ sự chia sẻ ấm tình của sinh viên Nguyễn Minh Hưng. Qua đây trao cho em sự khích lệ từ Ước mơ cho em. Và tiếp sức ước mơ trong chương trình này có thêm 10 sinh viên của trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vượt khó học tốt cũng nhận được học bổng với tổng trị giá 10 suất học bổng 50 triệu đồng từ Quỹ xã hội Bảo an và chương trình. Trân trọng biết ơn sự tin tưởng đồng hành của ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô đã cùng với chương trình lan tỏa những giá trị tích cực của sự học đến với lại thế hệ trẻ hôm nay. Thưa quý vị, chia sẻ và yêu thương là những điều mà chúng ta có được ngày hôm nay tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thương chương trình và sẽ tiếp tục chia sẻ để chúng tôi có thể lan tỏa những câu chuyện này đến với nhiều quý vị khán giả hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị vì đã theo dõi chương trình Ước mơ cho em. Chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Quỹ xã hội Bảo an thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu thời trang Vulcano. Còn ngay bây giờ, cho phép Quang Bảo xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị. Và đây là Ước mơ cho em. Yeah! Quỹ xã hội Bảo an đồng hành cùng Ước mơ cho em. Em xin gửi lời cảm ơn tới chương trình Ước mơ cho em và Quỹ xã hội Bảo an đã tạo điều kiện cho em trở thành một kỹ sư thiết kế vi mạch. Em sẽ có hứa sẽ cố gắng học thật tốt và rèn luyện từng ngày để thực hiện được ước mơ của mình. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn tới chương trình Ước mơ cho em đã tạo điều kiện cho em. Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Minh Hưng và sinh viên Điểu Hồi của trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ước mơ cho em kỳ tới là tập phát sóng đặc biệt để chúng ta cùng nhìn lại một chặng hành trình của Ước mơ cho em. Xin trân trọng giới thiệu.